Mua gì anh ơi? Đem có bỏ đến ban thờ. Đem ban thờ hả? Dạ có. Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, căn đầy rất dài căn cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của điện rằm liên hoan. Tết trung thu cả nhà mình mừng quá nè, mình có hân là mình có vui sướng quá nữa nè. Tùng dinh dinh là tùng tùng dinh dinh với anh trăng sao. Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình Hằng Khánh Hòa. Thì hôm nay mình về thêm một mớ lồng đèn nữa nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn đó, quay đó. Mình để mỗi thứ một kiểu nha cả nhà, tại vì bây giờ mình để sơ sơ cho phụ huynh về các em nhỏ nhìn thấy thôi, chứ còn bụi lắm nha cả nhà. Cái con đường trước nhà mình á, người ta đang thi hành đang làm đường á cả nhà, cho nên là bụi lắm, cho nên mình để mỗi thứ một ấy thôi, để cận ngày thì mình mới trưng bày ra nhiều hơn nha cả nhà. À mà lồng đèn à, mình cũng lựa một mớ cũng đẹp lắm cả nhà. Bây giờ mình lấy ra nha, mình thử cho cả nhà xem nha. Đây cái đông lồng đèn đây là đây là robot, người ta kêu mình bằng robot gì mình quên rồi ta, robot gì đây mình không biết nè. À đây là robot bốt phi hình dê nha cả nhà. À đi không xe vô camera. À rồi thì ở đây nè, ở đây nó có cái mình rửa đây, mình để xuống rồi nó chạy nha cả nhà nè, rửa giờ mình để xuống rồi nó cái chạy nè. À đó, ban đêm rất là đẹp nha cả nhà. Đó rồi mình thử cho cả nhà xem nha, rất là đẹp luôn. À còn cái này là tài xế xe múc. À tài xế xe xúc đi nha cả nhà. Đây mình rửa sẵn cái đít này ra luôn cho cả nhà, đỡ mình bỏ xuống cho chạy luôn nha. À đây, à đẹp lắm nha cả nhà. Đó thấy không, múc măng lên luôn, múc măng lên luôn nè, thấy không. Đó bây giờ mình để xuống cho chạy luôn cả nhà xem nè. À đó, anh tài xế chạy măng luôn. Ồ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi mình xin phép tắt nha, rồi mình thử con khác cho cả nhà xem nha. Cả nhà mình có nhu cầu đến quán Ngã Tư Cây Bản Sẻ Hiên Điền mua cho con em mình một cái lồng đèn như ý nha cả nhà, niềm vui cho con và niềm hạnh phúc của mẹ. Đẹp ghê luôn á. À coi như là niềm vui của con là niềm hạnh phúc của mẹ. Rồi đây, cái con đây là con gì đây, nè khủng long mà có cánh đó, để xuống nè cô nè. Đó chạy không, đó quấn đuôi lại nữa thôi cả nhà. À đẹp quá không, mời cả nhà các con yêu mình. À cô nè, cô cái miệng hổ ra cái miệng nó đỏ luôn nè. À ha. À, đó được không, quấn đuôi luôn. Đẹp nha cả nhà.
đây là siêu nhân nhện này nha cả nhà, giờ mình cho chị thử nè. À đi vào, à thấy không, để không, rất đẹp luôn. Nói chung là nghề nhà, nói chung là nghề sản xuất, người ta sản xuất ra thì người ta cũng để nghiên cứu rồi nha cả nhà. Người ta cũng để nghiên cứu ra hết rồi, cho nên thấy cái nào cũng đẹp hết cả nhà. À rồi tới phiên con đây, con đây là con sư tử. Đây là sư tử đi. Đây sư tử đi hay con kỳ lân? À đây là con kỳ lân nha cả nhà, kỳ lân nè, kỳ lân đi nè. À kỳ lân, à đây à. Ồ quế đẹp luôn. Mình có lồng đèn ngôi sao nha cả nhà, đủ màu nè cả nhà. Đó, thấy không? Màu đỏ, màu xanh, rồi màu trắng, rồi màu vàng. Ai có nhu cầu mua thì mình nâng lên nha cả nhà. Tại giờ mình chưa, tại giờ ở trong bị á, hàng đi xe người ta gửi về á, thì nâng gì đây nè. Rồi khi ai mà mua là mình lấy cây mình nung lên, mình làm lên nha cả nhà. Tại giờ còn sớm quá mình chưa làm á. Ai đến mua là mình bung lên gì đây nha cả nhà. À siêu nhân gì ta, tiếp tục là con siêu nhân ơi, gì đây, ở đây mình không rõ cả nhà, đây mình rửa đây đây cho cả nhà xem nha. Chạy nó nào cũng đẹp nha cả nhà, cái nào cũng đẹp. Cái này hết pin rồi. Cái mình gỡ cái này mình bỏ pin que. Nói chung là cái nào cũng nó mỗi cái nó có cái đẹp riêng của nó cả nhà. Nói chung là nhà sản xuất thì người ta cũng nghiên cứu hết rồi. Cái nào nó cũng đẹp hết á, mỗi người mỗi cái sở thích riêng hơn. Nó còn cái nào cũng đẹp. Cái nhà. Ai. Đẹp nha cả nhà. Rồi nhiều quá mình gỡ ra mình thử lung tung á cả nhà. Thôi thì mình thử bao nhiêu đó nha cả nhà. Đây à cả nhà nhìn thấy nha, em trêu rồi em đam mê, em ham, em mừng tết quá cả nhà, em trêu sớm quá, em trêu sớm quá cả nhà ơi. À, em sợ bụi lắm, đường cái đang làm nha, đường cái nhà em đang làm cho nên bụi lắm, em không có dám treo. À đây á, cái nhà nhìn nha, nay mai á, tận ngày á là mình em ra mình đẩy ra ngồi lề đường á, à mặt trước á mình để mình bán. Mà nếu như mà mình cảm thấy mà sao mà mình cảm thấy chậm quá thì mình đeo cái mặt nạ này vô, mình cảm thấy chậm quá ế mà không ai mua, đeo mặt nạ này vô mình ra mình đứng ngoài đường á, à bắt đầu cái mình đeo cái này vô, bật cái này lên trước rồi à. Đưa mình vô đây mình đứng
con mình đứng giữa đường á, mình đứng giữa đường luôn cái nè, mình một tay mình á thì mình bắt, một tay mình thì chỉ ở trong để ai đi ra quẩy rô mua mua cho được đi nhá. À con cái nhà ví dụ gì nha, thiệt thà mà lên giữa đường á cái mình làm vô nè. Thôi ông tổ thu ông là kêu 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 còn mình nói thì mình làm vậy đó vô 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 đó còn những cái đó là làm vậy là tặng khách rồi lại á còn không ra rồi luôn chứ. Rồi thì mình chia sẻ mấy cái lòng điền đó rồi cả nhà xem nha, mong cả nhà đến ngã tư cây bảng sẽ viên điền ủng hộ cho mình nha, để cho mình có động lực mà mình làm tiếp những video sau nha. Rồi thì mình xin chào cả nhà, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn cả nhà những video sau mình sẽ làm tốt hơn và hay hơn. Ai đang xem cho mình xin một cái like, một cái đăng ký kênh và nhấn luôn cái chuông bên cạnh nha. Và ai đang vui thì nhớ chia sẻ nhiều nhiều để ủng hộ mình có động lực mà làm tiếp những video sau. Rồi bye bye, chào cả nhà.